Rồi, chào các anh chị và các bạn, nay ở vlog tiếp theo thì tôi sẽ cùng anh chị các bạn đến những cái khu trưng bày ở phía bên ngoài cổng mà của sân vận động huyện Phúc Thọ. Đây là khu những gian trưng bày các loại tùng. Tùng, bách, bách tán, bách. Rất nhiều.